chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Esmart 155/2008 với những cái nhìn cận cảnh thực tế. Yamaha Esmart 155/2008 hay còn gọi được cái tên khác Yamaha NMX 155/2008 ở Việt Nam. Esmart 155/2008 vừa được Yamaha bổ sung thêm phiên bản màu mới, bắt mắt hơn, nổ bật hơn và thể thao hơn. Ngoài ra cái dòng xe này còn được tích hợp thêm cái phục bình dầu sau. Như mọi người cũng biết, Esmart 155 được trang bị trên mình rất nhiều công nghệ hiện đại như đèn pha LED, đồng hồ full TFT LCD, đèn hậu LED, phanh ABS trước và sau, và có động cơ có dung tích 155 áp dụng công nghệ là VVA cùng với công nghệ Euro. Nay Yamaha tiếp tục làm mới cái dòng sản phẩm này bằng phiên bản màu bạc đồng rất cá tính. Esmart 155/2008 vẫn sử dụng cái đèn pha LED cùng với xi nhan dạng tách rời. Cái cụm ghi đông không phải là dạng trần mà là dạng bao phủ bởi nhựa, tăng thêm cái tính thẩm mỹ nhưng an toàn cho người sử dụng. Chi tiết tem mới trên cái phần đầu. Cái logo Esmart là dạng nổi. Yên xe là dạng 2 tầng nhưng không rõ rệt. Cái dòng xe này còn được trang bị cái buộc sau bình dầu. Bình xăng ở vị trí trung tâm ở yếm giữa. Mâm thiết kế chữ V chịu được rất tốt. Cặp mâm được sơn màu đồng nổi bật. Ngoài ra, cái tính năng nổi bật hơn cái tính năng ABS. Yamaha đã sơn lại cái đĩa độc ABS, cái màu đồng và ánh đỏ. Phanh sau cũng được tích hợp. Tổng thể chiếc Esmart 155/2008 phiên bản bạc đồng rất ấn tượng. Cảm ơn bạn đã nhìn tiếp, nhớ like, share, subscribe.